Cắt luôn, cắt mấy cành tầm đó bỏ hết đi. Ừ, bỏ luôn, bỏ luôn, bỏ luôn, bỏ luôn. Rồi, thôi ngưng, vừa đó. Tới đây luôn hả? Dọn dưới này luôn hả? Dạ, dọn luôn. Dọn luôn chứ. Được chưa? Cắt giờ bữa nữa hả? Ừ, thì bởi vì cắt vài bữa là quay nhắn nó ra cũng bịch cái này bỏ luôn đó. Cái này là... bỏ luôn, cắt cái nhánh này bỏ rồi. Ừ đó, vì là này bỏ cái gì không, chừa lại đi, chừa lại. Anh đứng cái này có để không, nó hơi nó muốn thụng thụng chứ. Cắt đi ngay, cắt nó sớm. Đó, rồi ví dụ như bây giờ muốn cắt nữa đúng không? Chèo lên cắt xương trong đây cái nữa càng hay nè. Chèo cái này chắc rủ anh quất quá. Nào nhỏ con. Chứ em là cái cây nhánh này chứ không đủ phê đâu. Chứ mình đây thì tướng này mà chèo lên cây này cắt trên đó nó không ổn. Tại vì nó tét nhánh, nhánh này nó chưa có cứng lắm. Chưa có cứng đâu. Thì bây giờ trước mắt là bây giờ nếu mà ấy, bây giờ mình chỉ cắt trong lòng vị xương vậy đi. Gió được tới đâu hay tới đó. Ừ. Tặng cho nó thông thoáng cái vườn mình đi. Đó, như cây này là cắt gì lỗ mà nè. Sống rồi đó. Sống rồi không? Bây giờ nó gặm gạp thì chẳng hạn như bây giờ á, hợp chất á mình nói á, đọt thì đọt đi. Nhưng mà cũng cắt thì cắt bình thường, xong rồi mình xịt thuốc bệnh trong lòng lại bình thường rồi không gì chứ. Nhánh bự cái này bỏ luôn nha. Bỏ luôn. Cái nhánh bự luôn. Xác vô trong không? Ừ, xác vô luôn. Đây. Để nó tét. Đó. Nhánh này luôn nè. Cái gì? Ờ, nhánh đó bỏ luôn. Cắm đầu xuống. Bỏ luôn. Này thì nhiều thêm nữa là cắm đầu xuống. Ừ. Ý mà xưa ba đợt mà thí rồi mà nó còn đi lên nữa mà thấy chưa. Cây này bữa nay mình được 2 năm hết ta. Dạ. 2 năm. Musakin 2 năm. Cái này bỏ luôn đi. Không tăng bị. Bỏ luôn đi. Bên đó bên này. Giai đoạn này mình đâu có chấn đọt đúng không ta? Không, chưa đâu. Đừng chấn đọt nha. Chỉ dọn ta thôi. Ừ, chỉ dọn trong lòng, xương trong lòng thôi. Cho nó thông thoáng trong lòng thôi. Đặng nó tập trung nó nuôi mấy cái tay lên, cho nó mấy cái nhánh lên. Chứ không có đụng địa gì ba cái đọt hết chứ. Cái nhánh này phải thiến đọt nè. Cái nhánh này phải thiến nè. Thiến cái này. Không được, không được, không được. Cái này kéo dài. Lấy kéo dài chấn nha. Ừ. Ở trên xuống tới đầu già. Ừ, chấn xuống khoảng 4 tấc. 4 tấc. Chưa lấy cái gậy kéo quặt xuống là gãy nhánh này liền. Đấy, cái này. Để cái là tép. Ừ, cái nhánh nó liền đó. Thôi ngừng đi.
cái cây đó nữa lấy kéo dài á. Bên này luôn không? Nhìn đoạn này em cắt luôn. Trên xuống có mấy gai vậy ha. Ừ, ém đọt luôn. Cắt xuống, gùng xuống. Như hồi xưa mình cắt là mấy cái tay này nó bị bự rồi, thấy không? Còn không cắt là mấy cái tay này nhỏ xíu à. Đó, như cây này cắt gọn gàng gì được rồi đó. Vậy là bắt đầu mình cắt xương nó được rồi. Vậy là giống cái xương ha anh. Ừ. Chủ yếu là mấy cái nhánh nào mà nó sạn đất quá đó. Mình cắt bỏ thôi. Vừa lại hai nhánh bự như con chanh mà, nhưng mà dọn xích ở ngoài chút, cắt cái cành nó bỏ đi. Ừ, cắt cái cành bên đây luôn. Ừ, đúng rồi. Rồi cho tập trung bắt đầu nữa, bắt đầu nó ngăn ngẩng cái đầu lên nè. Vậy bỏ luôn, bỏ nhánh kia luôn. Ừ, cho nó ngóc cái đầu lên luôn. Từ từ nữa bắt đầu nó ngóc cái đầu lên lại à. Dạ. Đó, vậy đó, xương xương trong lòng vậy thôi, cho dọn. Vậy thôi, sao không cắn rồi đâu, để này chứ. Ờ, nhánh nó bỏ không được. Cái này nè. Ờ. Ừ. Rồi được đó. Đúng là giờ đậu phát triển thì khá là ok. Này. Tàn là nói chung là tròn đều hết luôn. Xanh là lè lá chứ nha. Cái cùi chứ. Không, không. Không, cái bờ nó ngưng tỉa đi. Không, cái bờ bên kia kìa. Ngưng luôn. Ngưng luôn hả? Bờ bên kia ngưng luôn cho. Không có tỉa. Hai bờ đó để lại đi. Chủ yếu là tỉa từ bờ này dạt về bển thôi. Ủa, xây tàn ra. Rồi, quá trời. Xây tàn, bữa nay là coi như là cắt mít ra, xây tàn lại tròn điêu cái tàn luôn. Quá đẹp, ok. Thôi tất nhiên ơi,